Em xin được bánh chào anh chị thích Hoa Lan, và em là Di Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng thứ sáu anh già, thứ sáu ngày 19, 20 gì tháng 3 em cũng không nhớ rõ nữa anh chị. Thì hôm nay vườn hoa nở rất là nhiều anh nha, lan nở rất nhiều. Và cái chậu khủng sau lưng em đây anh chị, chậu khủng này nó đã ra hoa rồi. Anh chị thấy ở phía trên đây á, là ra là nói chung là kích hoa thành công anh nha, giữ lá được, không có lá vàng. Lúc trước anh chủ vườn kia tặng em tầm khoảng tới đây và lại nó đã cao và ra rất là nhiều vòi hoa. Cái chậu này tầm khoảng hơn là có thể nói là gần 20 vòi hoa anh chị. Nếu mà anh chị nào yêu thích đó, thì em sẽ xin chia sẻ về cái chăm sóc nó như thế nào và việc kích hoa ra nhiều hoa đối với những chậu khủng này ra sao, thì anh chị hãy để lại bình luận và bên em sẽ làm clip cụ thể anh nha. Và ngày hôm nay em xin chia sẻ anh chị về một những cái chậu những cái lúc trước em có kích rễ kích mầm những cái thân củi anh chị nhập từ Thái Lan, đó là cái chớp sao băng. Và em xin nhắc lại đây là hàng chuẩn mặt hoa anh chị, đột biến chuẩn mặt hoa. Và hôm nay nó đã ra ra cũng khá là nhiều rồi, ra rễ và ra rễ và bật mầm khá là nhiều. Và em xin chia sẻ anh chị, lúc trước thì những cây mà em đã kích rồi em bán cho anh chị á, là với giá 60 ngàn anh nha. Và hôm nay những cái cây ra rễ và bật mầm. Nếu mà anh chị này yêu thích những cái lên mầm cũng có luôn, và ra rễ rồi cũng có. Và em xin chia sẻ là anh chị ít thôi anh già, em kích khoảng cũng lên khá là nhiều. Thì giá bán của những cái thân mà ra rễ ra mầm là 100 ngàn anh chị. Ngay sau đây em xin đi thôi anh chị, đây lô ở phía đây mình đi vào anh già, coi cái thân nó 100 ngàn là như thế nào. Cái hai chậu bà liễu hình trái tim luôn ha anh chị thấy không? Hai hình trái tim luôn. Và mình bước vào đó anh chị, thì bước vào đây thì em cũng xin nói sơ anh chị là cái này lúc trước em cũng bán những cái thân mà chưa ra rễ ra mầm thì em bán với giá 60 ngàn anh nha. Lúc trước em về thì được sáu mấy anh chia em lại được 500 thân, và em bán cũng được vài trăm thân rồi. Ở đây còn lại tầm khoảng 200 mấy thân anh chị. Và nay thì tình trạng thì anh chị thấy nó ra nè, ra rễ rồi. Một số cây ra rễ rất là nhiều rồi đó, họ bật mầm anh chị. Chút nói ra sau khi ra rễ bật mầm như thế này thì mình xử lý ra sao thì chút bên em sẽ nói cho anh chị anh nha. Và cũng nói giá bán đây ra rễ anh chị. Qua wow, ra rễ anh chị thấy ra rễ khá là thích, ra mầm luôn, họ mập luôn. Ra rễ ra mầm quá là đã anh nha. Thì chút em sẽ bán những cái cọng vậy đó là 100 ngàn. Lúc trước thì những cái thân mà nó chưa ra thì em bán 60, mà một số cái này nó ra rễ ra mầm như thế này rồi thì em sẽ bán với giá là 100 ngàn anh nha. 100 ngàn để cho anh chị sưu tầm chơi, vậy là chắc chắn là anh chị đây một số cái nó lên lên mầm à. Nó bật mầm rồi, một số cái thì ra rễ, thì thấy nó ra rễ đó. Thì sau này thì anh chị cũng tiếp tục sử dụng những cái cặp Super Root hoặc ORG Hum. Bên em là nếu mà tới giai đoạn này rồi thì bên em sẽ chuyển qua B1 Thái Lan anh nha. B1 Thái Lan thì nó sẽ kích thích được những cái mầm và những cái rễ nó ra nhiều hơn đó, để cho nó phát triển lâu dài. Đây nó ra rễ nè, ra rễ cỡ này thì anh chị đem về anh chị có thể là để nguyên giống như em vậy, nó sẽ bật mầm lên. Cái này vừa ra rễ vừa ra mầm luôn. Rất nhiều rồi anh nha. Đó, bên kia nữa để cho anh chị có thể là cái nhìn
Đây, bên đây cũng rà. Đó. Anh chị thấy thân già mới khô trước mã ra rễ. Quá đã anh nha. Đó thì em xin chia sẻ, nếu mà anh chị mua những cái cọng này 100 ngàn á, là những cái cọng như sau. Một là nó ra rễ. Anh nha. Một là nó ra rễ. Ra rễ như thế này đây. Đó. Thì ra rễ cộng từ 1 tới 2 thân. Ủa, một cộng nhưng mà từ 2 tới 3 cộng rễ, ra rễ như thế này là 100 ngàn anh nha. Hoặc là nó sẽ bật mầm. Bật mầm nhưng mà chưa ra rễ. Tuy nhiên nó bật mầm vậy về anh chị xịt B1 là nó ra hết anh nha. Đó, B1 thì chút sử dụng sau thì em sẽ chia sẻ anh chị. Đó, anh chị, em xin nhắc lại là cộng 100 ngàn á là những cộng như thế này. Một là nó ra rễ. Đây. Nó ra rễ. Cộng già vậy nè, đó. Cộng gì nó ra rễ, về anh chị để lên trên mí lưới này, hoặc là để thêm rêu thêm giớn, anh chị để lên giống như cách làm của em y chang vậy, rêu giớn đó, anh chị để về thoáng mát và anh chị đặt cái thân này lên là ok. Anh chị đặt lên và đặt lên vậy á thì anh chị cứ tưới loãng B1 là nó sẽ bật thêm mầm thôi, giống như cái này ra rễ là từ từ nó sẽ bật nằm mầm lên những mắt ngủ, cỡ gì là mình không sợ nữa anh ra. Đó là một cộng 100 ngàn ra rễ. Còn nếu mà anh chị nào thích những cái mầm lên vậy rồi, đây, mầm lên vậy rồi mà nó chưa ra rễ thì cũng giá 100 ngàn luôn. Đó, thì đa số là có mầm thì không có rễ, giống như anh chị thấy đây nè, nó lên mầm. Một số cái lên mầm mà chưa có rễ. Anh nha. Đó thì tùy anh chị lựa chọn. Anh chị nào thích rễ, thích mầm gì thì anh chị cứ nói em. Và mỗi cọng giống như thế này, mỗi cọng giống như thế này đây thì có giá bán là 100 ngàn. Ra rễ vậy đây. 100 ngàn thì về anh chị có thể kích rễ lại nên nha. Thì bên em nếu mà anh chị mua trường hợp từ 2 cộng trở lên, 2 cộng là 200 ngàn, bên em sẽ gửi tặng anh chị một chai Acirut nha. Một chai Acirut là 200 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển, anh chị chịu phí tiền chuyển còn tầm khoảng 40 ngàn nữa, và em sẽ gửi tặng anh chị chai Acirut. Về anh chị để lên rêu mềm nè, đó, rêu rừng, anh chị tưới 4-5 ngàn lần Acirut, 4-5 ngàn lần Acirut là ok anh nha. Đó, 100 ngàn cộng đây. Đó, ra để nè. Mình sẽ trở lại cái chỗ mà tưới phân bón để cho anh chị có thể là có cái nhìn, là để anh chị có thể là nhìn được. Đây, giống như đây là về xong thì anh chị có thể tưới lại là B1. Đây là B1 hàng của Thái Lan anh nha. Thì bên em hiện tại cũng cung cấp phân bón khá là nhiều. Thì anh chị chai này là 55 ngàn nè. Anh chị có thể mua anh chị tưới là lần 2C, 1 tới 2C 4-5 ngàn một lần thì nó cực kỳ là tốt luôn. Khi mà anh chị mua những cái thân đã có nó bật mầm lên, cây con lên rồi, hoặc là có rễ rồi thì anh chị cứ giữ một cái này đi. 4-5 ngàn anh chị xịt lần, 4 ngàn xịt lần. Khi nào ra rễ nhiều một cây con anh chị cho phân bón là xong. Ok, rất là êm anh nha. Còn nếu mà anh chị là mua hai cây thì tại cái này nó quá mắc, em tặng không được. Cái này cũng hoạt chất cũng giống vậy luôn, là tốt rễ đẻ nhánh. Tuy nhiên đây là hàng Việt Nam anh chị. Nếu mà anh chị mua hai từ 2 cộng trở lên, nói chung là 2 cộng em sẽ gửi tặng anh chị một chai này. 2 cộng em sẽ gửi tặng anh chị một chai, còn anh chị mua 4 cộng thì em sẽ tặng anh chị 2 chai thôi nha. Cái này là tặng mặc định đó, thì cái này anh chị tưới cũng khoảng tầm 2 cc một nước 4 ngày một lần đó. Thì sẵn đây thì sau khi mà em kích kỳ xong, kích kỳ những cái bụi bên đây nè xong, thì em sẽ sử dụng cái này nha. Cái này là hàng của Thái đó, và em sẽ tưới. Đối với những cái chậu giống như vậy em sẽ tưới, tưới khi nào mà nó ra rễ, nó bật mầm thiệt là nhiều hơn nữa, thiệt là nhiều nữa, thì em sẽ cho ăn cái cặp combo mà bên em là tốt rễ bật mầm anh nha. Giai đoạn này thì em tập trung em sẽ dưỡng giai đoạn 2, sau khi nó bật rễ em sẽ dưỡng này. Khi nào rễ ra nhiều bật thêm mầm con em sẽ cho nó ăn cái combo 5 loại bên em tốt tốt rễ bật mầm anh chị ạ. Rồi, thì những chia sẻ như vậy, thì anh chị nào có nhu cầu về cách chia sẻ hoặc đặt câu hỏi về cái cách nhân giống những cái dòng này thì anh chị cứ đặt lại câu hỏi, bên em sẽ cố gắng làm những clip để phục vụ anh chị một cách tốt hơn anh nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau.